Hey, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video tiếp theo của channel Tân TV. Ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app quay video trên điện thoại, quay phim trên điện thoại cực kỳ hiệu quả và rất nhiều người đang dùng cái app này để quay những cái video up lên YouTube, Facebook. Bạn nào mà chưa biết cái app này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé, cùng theo dõi nhé. Rồi, cái app mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là cái app quay phim. Các bạn nhìn trên màn hình đó là cái app Filmic Pro. Đấy, cái bản này là bản Pro rồi nhá. Còn bạn nào mà trên cửa hàng CH Play hoặc là App Store mình nghĩ là cũng có bản Filmic nhưng mà không phải là bản Pro. Các bạn dùng vẫn quay được nhưng tuy nhiên thì nó bị giới hạn một số cái tính năng. Ok, bây giờ mình sẽ vào video luôn nhé. Giờ mình sẽ mở video. Mình sẽ mở cái ứng dụng quay video luôn cho các bạn nhé. Đây. Đây sẽ là cái giao diện của nó này, trước khi vào đây giao diện của nó. Đấy. Giao diện của nó rất đơn giản thôi. Đấy. Nó có như này, các bạn đợi một chút mình quay ngang hình này nhá. Rồi, đây sẽ là giao diện mình quay ngang hình này đây các bạn nhé. Đây toàn bộ giao diện của cái ứng dụng này. Như các bạn nhìn đây, cái phần phía trên này này. Các bạn nhìn này có hai ô màu tròn và ô màu ô tròn và ô vuông. Cái ô tròn này thì các bạn kích to lên, nhấn hai lần nhé. Thì nó sẽ là đây là cái điểm sáng nhé, các bạn di vào điểm nào thì nó sẽ là điểm sáng ở đó nhé, các bạn kéo sáng lên nhé, đó các bạn nhìn, mình di vào thì các bạn nhìn mình nó thay đổi nhé, đó khi các bạn nhấn hai lần thì nó sẽ là màu, ô màu đỏ là nó sẽ không tự động nữa, và cái ô vuông này này các bạn nhấn hai lần thì nó là điểm lấy nét nhé, lấy nét tự động toàn màn hình này. Còn nếu bạn nhấn thêm hai lần nữa thì nó sẽ là ô nhỏ, thì các bạn di đến phần nào thì nó sẽ lấy nét ở phần đó nhé. Còn các bạn nếu kích thì nó sẽ về ô to, đấy, ô đỏ này tương tự. Đấy. Tiếp theo, các bạn nhìn thấy ô sang ô góc ở phía tay trái này, có cái mấy ô màu to này, ba ô màu này, các bạn kích vào. Đấy, thì các bạn sẽ chọn cái điểm màu này. Đó, các bạn nhìn này, đây là sẽ là cái điểm màu nhé. Các bạn nhìn này, mình kéo lên thì nó sẽ màu tươi hơn, đấy, kéo xuống thì nó nhạt. Đấy, tương tự như vậy. Đó, ok, chỉnh màu luôn nhé. Rồi. Tiếp theo, các bạn nhìn thấy cái ô bên cạnh này, cái ô đó, cái ô này này. Ok. Đây, cái ô này này, đó. Mình kích vào thì đây sẽ là cái ô để thay đổi cái biểu ánh sáng nhé. Đó, khi các bạn kéo xuống, ánh sáng là tối và kéo lên thì ánh sáng nó sẽ sáng lên giúp các bạn video của bạn sẽ rõ hơn nhé. Đấy. Còn ở bên này, cái nút bên trên này, nút bên trên này thì là cái nút zoom nhé. Các bạn nhìn này, mình sẽ zoom này, đó. Mình sẽ các bạn kéo lên thì nó sẽ zoom, còn kéo xuống thì nó sẽ zoom nhỏ xuống. Đấy, zoom nhỏ hay cỡ. Rồi. Về phần cài đặt thì các bạn sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt này. Cài đặt này thì các bạn ở cái ô đầu tiên này. Resolution đây này. Resolution này, đó. Đây sẽ là cái khung hình nhá, khung hình mặc định của nó là 16:9. Còn các bạn nếu mà các bạn muốn chọn khung hình khác cũng được, ví dụ như các bạn quay TikTok này 11:11 này hoặc là các thứ đấy, đa số là mình nghĩ là quay khung hình 16:9 tỷ lệ chuẩn, ví dụ để các bạn đăng lên YouTube. Còn đây là độ phân giải này, độ phân giải có 720 này, 540 này, đấy mình nghĩ là để 1080 đi. Rồi tiếp theo ở cái phần ô thứ hai frame này, đây là cái tốc độ khung hình nhá, tốc độ khung hình thì các bạn sẽ chọn 25 này hoặc là 30 này, tùy bạn. Tốc độ khung hình đây, mình để từ 30. Rồi 30. Đổi lại khung hình. Ok 30 thì nó có thể mình thấy nó hơi cao, mình sẽ đổi lại 24. Đấy, các bạn chờ một chút nữa nó sẽ chuyển lại. Rồi tiếp theo ở phần audio này. Audio này thì đây là cái nó mãi chưa chuyển này, các bạn đợi một chút nhé. Rồi mình vừa chuyển về chế độ 24 khung hình 9 giây. Cái ô tiếp theo thì các bạn chú ý là phần audio này. Ở đây nó có phần camera của điện thoại, mặc định là camera của điện thoại. Nếu bạn nào có mic ngoài thì nó sẽ hiển thị là bằng Bluetooth này, các bạn lưu ý nhé. Rồi tiếp theo phần driver này. Ở phần này thì các bạn kéo xuống chú ý đến phần cuối cùng cho mình. Ở cái phần là đây này.
cái phần lọc âm này, ở mặc định nó sẽ là Fast Noise Reduction, các bạn sẽ chọn là High Quality nhé, chế độ lọc âm cao nhất nhé. Còn các bạn muốn chuyển về cam trước thì các bạn sẽ chọn là camera, phần ô camera ô cuối đấy. Rồi để quay thì các bạn sẽ chọn vào cái nút màu trắng ở phía gần ô nút tam giác ấy. Các bạn chọn quay bình thường thôi. Đó. Đấy, sau khi các bạn quay xong thì các bạn sẽ chọn ấn tiếp vào một lần nữa để dừng lại nhé. Và các bạn sẽ vào thư viện để kiểm tra. À rồi, thì vừa rồi mình vừa dẫn cho bạn những cái chức năng của cái ứng dụng quay phim Filmic Pro này. Thì các bạn nào chưa cài thì mình sẽ để dưới phần mô tả cái link tải nhé. Các bạn cứ tải về file APK và các bạn tải về bình thường. Rồi các bạn nếu thấy video của mình hay thì cho mình một like và đăng ký nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tới của mình.